Lúc đầu thì cháu định tính là không có để cột thì nhìn trong nó sẽ gọn hơn đây, nhưng mà không thấy là cái này nó yếu quá các bác, chắc là thiếu đâu đó là thêm là cái nào nữa, để xem là cháu được có tìm được cái mà để mà nó gắn được chắc cái phần kia không đấy. Nhưng mà nếu mà không có để cột thì chỉ sợ rằng là sau này hay là bé Mạnh không vô tình là ấn cái này xuống đấy thì là cái những cái chốt kia thì nó bị gãy. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị, chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Cũng được các bác yêu quý thì đến cái thời điểm hiện tại thì ngôi nhà hai ông cháu là cũng đã hoàn thiện là đâu đó là gần độ 90 đến 95% rồi các bác. Như ở những cái video trước thì cháu được chia sẻ lên thì có một số cái chi tiết về nhà vệ sinh được các bác, cũng như là bàn thái nữa, cần bổ sung thêm gạch này và cần sửa lại thêm một chút. Và tuy nhiên đó thì vẫn còn sau khi mà mình sửa đấy các bác thì còn thiếu là một số viên gạch cũng như là vật liệu, thì hôm nay cháu được lại tiếp tục là bổ sung là gạch. Hôm nay thì là gạch trắng, còn vừa rồi thì có gạch mà ốp gạch mà giả đá đấy các bác, ốp ở trong cái phần bàn thái đấy thì anh phòng thì cũng đã lai đi xuống rồi và lấy thêm là xi nữa, thì cháu Lực là đi sau. Thì hôm nay thì cháu Lực sẽ ghi hình lại một cái video cho tất cả các bác anh chị là cùng biết là cái tiến độ làm nhà hai ông cháu là tới đâu rồi, cũng như là sửa chữa là thêm những cái gì các bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào nhà của hai ông cháu của bác ạ. Mọi lần thì cháu Lực lấy gạch là 60 nhân 60 của bác ạ, nhưng mà hôm nay cháu Lực đi xuống huyện thì tìm đâu đó là tầm độ là hầu như là những cái xưởng bán gạch ấy là cháu Lực đã tìm hết rồi, không có ai là có 60 60 cả, thì cháu Lực lựa chọn là 30 nhân 60 của bác. 30 nhân 60 là đợt này sẽ là lấy thêm hộp trắng này, thêm là một hộp nữa và mua thêm là một chút đinh ốc để mà lắp ở trong nhà vệ sinh nữa. Mấy hôm nay đi xuống thì phải là mua thêm cả mì tôm nữa các bác, để tránh trường hợp là một lát là làm là đói. Mua cất vào trong ba lô đi. Vào trong bản này thì chỉ có gọi là mì tôm là thiết thực nhất thôi các bác, là một cái món ăn mà nó nhanh. Còn bây giờ thì xin mời là các bác cùng cháu Lực đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác nhé. Bây giờ thì có lẽ là cháu Lực sẽ phải là một hộp thì cháu Lực không có gọi là mấy anh em thợ lên nữa. Mấy anh em thợ cũng có bảo với cháu Lực rằng là cứ để gạch ở đây đi, một tí nữa đôi vợ chồng anh Phong sẽ lên lấy, nhưng mà cũng không có nhiều đấy. Thì bác luôn, ông thì vừa rồi điện thì ông hôm nay là ông không có nhà đâu các bác. Ông thì hôm nay là đi đi lấy công rồi các bác ạ. Đây. Ruộng của nhà ông thì cũng sắp được gạt rồi, cho nên là nhà của ông thì cũng đã hoàn thiện là được khá là nhiều rồi. Đấy, không thể để cho ông mà lúc nào cũng ở nhà được. Đấy, để cho ông lúc nào cũng ở nhà thì sau này khi mà ruộng của nhà ông gạt ấy là không có ai ra hộ đâu, thì lúc đấy là một mình ông phải làm thì rất là vất vả cho ông. Hãy cháu Lực ở tít trên này nói chuyện thôi là hai anh bạn ở nhà ông của bác này, nghe thấy giọng của cháu Lực đã lên rồi. Úi dồi, nếu mà ai lên mà lần đầu mà không quen rất là nguy, rất là sợ đấy. Nào nào, đi 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 đi. Vừa rồi thì vợ của anh Phòng mà có nói rằng là có một 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 thanh niên là lên đón cháu Lực của bác ạ. Thì cháu Lực sẽ vác là đến đoạn nào gặp thì hai anh em sẽ thay nhau. Hộp gạch thì nó không bị dính mưa đấy các bác, thì chắc đâu đó tầm độ là 30 cân thôi, nhưng mà nếu mà để mà vác sang thì phải nói là rất là mỏi vai đấy cô, bởi vì cái gạch này nó bằng đá cho nên là nó thuộc dạng là kiểu hình chữ nhật đấy, nó cứ đâm thôi. Này thì đi một hộp thì không sao, nhưng mà nếu mà đi thêm 2-3 chuyến nữa thì có thể là
biết là nản đấy các bác. Chuyến đầu thì đi là còn không phải nghỉ ngơi, nhưng mà đến chuyến thứ hai thì cần phải nghỉ ngơi rồi. Vậy bây giờ thì đang gặp là có một cô em lên đón. Lên đón anh phải không? Phải không? Một hôm này thôi, này hộ anh nhé. Rồi. Thanh niên này nhà đâu? Sao lần này mới gặp lần đầu tiên nhỉ? Hà Nội á? Ôi rồi. À. Đi làm ở Hà Nội à? Đi làm gì đấy? À. Nhưng mà nhà em là ở chỗ nào ấy? Ngay bên cạnh ấy. À, ngay bên cạnh phòng á? Không, ngay bên cạnh nhà anh Sơn ấy. À. May là có em lên hộ một đoạn thì hai anh em mà san sẻ cho nhau một chút các bác ạ. Thời gian này thì đi xuống thì hầu như là không có gặp bé Mạnh đâu các bác. Đến cuối tuần thì thứ 6 thì Mạnh mới về. Hôm qua thì ngày nghỉ các bác, ngày nghỉ của Mạnh thì cháu Lực cũng không có xuống được, cháu Lực có bận là một chút công việc riêng đấy. Hình như này là sinh năm bao nhiêu ấy? 205 à? À thế là cũng hậu, thế là cũng hết 12 rồi nhỉ? Em chưa có đi học 12 đâu. À, thế trước là học với lớp 9 rồi à? Ồ. Thế là học với lớp 9 xong đi làm luôn à? Thế bao giờ lại đi làm? Dạ. Bao giờ lại đi làm? Trước mùng 10 ông đi. À, thế mùng 10 ông đâu? Thế còn mấy ngày nữa thôi nhỉ? Thế là mấy hôm nay là mấy đợt này là các thanh niên đúng không? Các thanh niên thì chuẩn bị là khám nghĩa vụ ấy, cho nên là về nhà hầu như là từ độ từ 18 nhau, 18 đến 25 là về. Đi đường bên kia kìa, đây, đây đây. Ôi, cẩn thận nhá. Dưới này thì có vẻ như là ông đang san lại các bác này, đang san lại để cho nó bớt cái phần đất nó đi. Một hộp bé. Ai, na mì tôm này chưa? Đây. Đây đây chị Chiều em cầm luôn. Không có bún, có bún không có bún chua nhỉ. Cái này ăn được hết cả tuần nay rồi. Có 6 gói. 6 gói tí ba chị em chị là mỗi người 2 gói là hết rồi gì nữa. Họ nhìn từ phía bên ngoài thì ống nước thì thấy là anh phòng là lắp là cũng đâu đó là xong rồi các bác. Vòi bên kia là cái vòi mà nước để mà mình giặt quần áo này. Còn cái này là cái vòi nước mà lấy vòng chưa lắp. Ở dây điện này chưa cắt đâu anh. Wow. Ông hôm nay đi đổi cung rồi anh. À, trái phòng nhá. Anh ơi cái này có được không nhỉ? Hôm nay em lấy về cái ốc này. Ốc 10. Đấy là hôm em mua nó có một cái giá treo. Có một cái giá treo á? Có một cái giá để treo. Anh ăn cơm chưa? Anh chưa, đói, đã gọi em mấy mì tôm hộ, nó không được, cái ốc này cũng không được.
Đấy ra nó em nó có một cái giá treo mà. Nó... Không được thì nếu mà nó yếu quá thì mình mua thêm cái chân anh, nó yếu quá. Nó yếu quá không được đâu. À. Em bắn. Nếu mà yếu quá thì em lúc nọ nó có một cái giá để mà nó bắn vào đây xong nó cài cái kia vào xong nó bắn hai cái ốc chân nữa. Nó có một cái miếng bằng này nó, bằng ba ngón tay nó treo tường xong nó ốp cái kia vào, nó gác. Em lại không để ý cái đấy. Cái này khác màu cái kia nhỉ? À, nó hơi ấy một chút thôi, nó chứ nó không phải là khác đấy, không không có anh ạ, à, huyện đấy. Huyện không có chỗ nào có đấy. Ốp cả miếng à, hay là cắt ra đấy? Ốp cắt ra đâu anh, chỉ nó mới đều thôi chứ. Rồi mà, tí nữa ốp chỗ cao cho thấp. Này nhỉ, 30 một miếng là 2 miếng. À. 30 thì được 2 miếng. Anh cứ chia ra 2 miếng là vừa rồi. Đúng rồi, nó là 30 ấy. Đây thì thấy là anh Phòng là úp được một được một bên rồi các bác ạ. Đúng rồi, của nó là 30 ấy. Các này được một miếng là 2 miếng. Cái này là mấy, cái này là nếu mà anh úp ấy, ốp anh úp miếng to là từ chỗ đầu anh vào nhá. Từ đây á? Vâng, không, bên kia. À, bên này gì? Đúng rồi, ốp to thôi, xong rồi nếu mà thiếu thì mình cắt ở bên kia thôi. Ừ. Thì nó mới không lộ đấy. Không thiếu đâu, cho vẫn đủ rồi. Đủ thoải mái. Cái lỗ này anh, hôm nào là anh em mình đục sâu anh nhé. Hôm nào lấy cái bàn bếp ga lên thì đục sâu. Bếp ga lên mới đục à? Vâng. À, ok. Nào lấy bếp ga lên thì anh em mình đục sâu. Cái này hình như cái này hôm nào em lấy của nó, không phải là của nó hay sao đấy. Không phải của cái vòi kia sao đâu. Không phải á. Nó không vào à? Không vào được, không treo được. Anh thử. Của nó hôm nọ là cái này là của cái loại dây nó khác hơn. Thế thì mình mang đi đổi lại anh. Nãy anh treo không treo được. À, nãy anh treo đây là không được à? Không treo được. Này là nghe là treo cái này nhưng mà anh bảo đúng treo rồi. Chắc là phải nhầm mất thằng cô bác. Cái này sao vẫn còn lỏng đấy anh? Chưa vặn nó chặt đấy. Chưa vặn nó chặt đúng không? Ừ. Anh lắp cái này trước. Làm cái chân thêm nào. Khá nên văn trên dế thay sọ đầu cút nó. Cắt luôn tầm độ mấy miếng rồi. Đây là ốp miếng nào cắt mình đấy à? Đang chờ em lấy gạch kia anh còn phải để lấy chèn ở giữa nhỉ? À đấy vừa rồi nhưng mà em không xuống là anh ốp cái gạch ở bên này trước à? Đúng rồi, bắt buộc phải. Anh phải ốp trên chứ. Anh lai xuống là hai hộp với anh. Hai hộp với một bao xì. Hai nhưng mà hai hộp thì đủ hết thế này chưa? Đủ. Hai hộp đủ. Này thì làm ít thì một tí làm xong thì anh anh với chị là cọ luôn cho em nhé. Này mà làm ít mà mình lại không để ý thì những cái này mà nó bị dính thì nó là cọ rất là khó này. Giữ gìn được là cả nhà là hầu như là làm đến đâu là sạch đến đấy thôi. Còn ra đến cái chỗ này mà anh em không giữ được nữa thì nó chỉ cần là một chút mình giữ gìn thôi là coi như là cái công sức gìn giữ của mình lau dọn từ trước đến giờ là coi như là nó lại thành một chuyện khác rồi. Cái búa anh đang sâu sao nhỉ? Đây, búa anh cho dùng cái búa sắt để đập con gái. Anh với chị hôm nay xuống một ngày à? Xuống đấy sáng đi chợ lấy chợ cái xì với lại lại đi lấy thêm cát nữa. Cát nữa. Ôi. Dạ, chưa đo không biết cái này phải 60 không nhỉ? Cái nào anh? 60. Sao 60 cái dài nó 60 chứ nó là 30 nhân 60 mà. À, thế thì không sao. 60. Thế là hai miếng thì nó bằng
bằng một miếng cái loại chứ hôm nọ anh em mình lấy về ấy. Nó không có nên là anh em mình lấy ít thì lại bắt buộc phải thôi, mà lấy nhiều thì còn chờ đợi chứ. Chỗ bàn thái của anh Phong là ốp thêm của bác ạ. Nếu mà nhìn ở dưới thì nếu mà các bác không để ý thì nhìn nó sẽ lại giống cái màu xi của bác nhá, nhưng mà nếu các bác để ý thì nó lại tương tự như nhau hết. Hôm nọ thì ở dưới này thì cháu được là định cung ốp ở đây các bác, thì cũng được thêm ý kiến của các bác cũng như là ý kiến của hai chị hợp ký nữa, thì cháu được lại lấy thêm là hai hộp này nữa, hai hộp này để mà ốp vào. Có cái máy cắt gạch mà hai chị Nguyệt Thúy dạy tặng thì cũng đỡ hơn là dùng cái máy này cắt này các bác này. Cái máy này cắt thì thứ nhất thì cắt là nó vừa nguy hiểm này, và thứ hai thì nó rất là nhiều bụi. Sau khi mà sửa xong hết các bác nhé, sửa xong hết thì cháu được sẽ mới lại mua thêm là một số đồ nó về, thứ như là chổi này kia nữa. Ôi một tí nữa cảm giác là cứng như anh nhật xin đấy. Này dính ấy. Hôm nay thì chỉ có là vợ chồng của anh Phong là tự làm cho các bác. Và thứ nhất thì nó cũng không là phát sinh ra nhiều và nó cũng không phải sửa nhiều, cho nên là vợ chồng của chú Toán thì hôm nay là không có mặt rồi các bác ạ. Sửa thêm vào một chút thôi. Hôm nọ thì cũng có một số ý kiến và các bác nói rằng là không nên là để dây điện ở ngoài đấy các bác ạ. Thì ý kiến của các bác thì cháu Lực cũng ghi nhận cho các bác đấy, nhưng mà về cái phần cái nguồn, khi mà nguồn vào ấy, thì là cháu Lực là mình sẽ nên lựa chọn là ở bên ngoài các bác ạ. Và bên trong nhà thì nếu như sau này nó bị thí dụ như là nó bị chập hay là bị thế nào đấy các bác, thì nó không có ảnh hưởng gì đến trong nhà cả. Tại vì là cái dây nguồn nó đi vào ấy, ra bên kia nó có một cái áp tô mát tổng rồi. Còn về phía trong phòng tắm thì cũng ra nhìn thấy là anh Phong thì đã sửa lại và cũng đã đục cái phần bên kia ra rồi đúng không ạ. Cái này thì là cháu Lực nhìn thấy một số nơi ấy các bác thì người ta không có để cột đấy, không có để cột đấy, nhưng mà thấy là cũng chắc chắn rồi. Chắc là còn là thiếu một cái gì đó, cho nên là cái này thì chắc là cháu Lực sẽ phải bổ sung là cái phần cái cột nó sau các bác ạ. Tôi được sẽ bổ sung cột sau. Hiện tại là để tạm như vậy đã các bác nhé.
bên này thì anh Phong sẽ lại tiếp tục là ốp thêm là viên gạch trắng vào đây nữa, nhìn nó sẽ trong được hơn. Nhưng mà quý các bác nhìn thấy rằng là sau khi mà sửa xong thì là nó rộng rãi hơn không các bác? Theo như là ánh mắt của cháu Lực hiện tại thì cháu Lực đang ở thì sửa xong thì nó rộng rãi hơn khá là nhiều các bác ạ. Thì ở đây thì sẽ là chỗ bồn rửa tay này, với lại thêm là bồn là toilet. Ra bên này thì là một cái chỗ để mà mình tắm này kia. Sau này thì nếu mà hai ông cháu mà giặt, có giặt đồ giặt áo đấy thì mà mình xả nước hay đổ nước thì nước nó sẽ không có tràn vào đi vào trong phần bên chỗ nhà vệ sinh. Đấy, ở đây thì cái phần nhà vệ sinh này thì sẽ sửa là phần này các bác này. Ra phía bên kia là vẫn phải cắt thêm một chút anh nhỉ? À? Thiếu độ đó tầm độ là 3-4 cm các bác ạ. Là phải bổ sung thêm một chút. Bên kia thì anh Phòng đã ốp là xong rồi các bác. Ốp xong thì nhìn cảm giác như là nhìn nó bóng loáng hơn các bác. Xoay gương được. Xoay gương được á. Nhưng mà các bác không biết là các bác có nhìn thấy cháu Lực này hiện tại đang đứng ở trong kia không? Đang ngồi. Nó xong rồi chị. Xong rồi. Anh Phòng là chuẩn bị ăn trưa luôn nhỉ? Ăn trưa rồi thì mới làm tiếp được. Mấy cái đồ đạc của bên cái phần bồn rửa tay. Thế là vẫn lắp lại được cái này. Hiện tại thì là vợ chồng của anh Phòng thì đáng nghỉ là ăn trưa rồi các bác. Nhưng mà để nói ăn trưa thì hiện tại có đâu đó cũng tầm độ là 2 giờ chiều rồi. Đây, ra phía bên này thì ông cũng ở nhà thì cũng tự lấp hết rồi. Những cái bể phốt này thì là ông đào dục đất để mà lấp hết thì cũng không sao cả các bác ạ. Có lẽ là ông hót ở phần đằng sau nhà này đi. Đấy, cũng bảo ông rằng là những công việc nào ở nhà đấy, ông nhìn thấy là vướng mắt ấy, vướng cái đôi mắt của mình ấy, thì ông tự làm một chút. Chứ không phải là lúc nào cũng kỳ vọng mà cháu Lực đi xuống mà cháu Lực là nói là ông mới làm đâu. Nếu mà gọi là bị như thế thì cháu Lực không hề muốn chút nào. Nhà mình ở thì mình phải chủ động một chút. Cái nào mà có thể là ví dụ làm cái này các bác này, ông mà làm là có thể là cần đến tiền nong gì, có thể là bảo cháu Lực thì cháu Lực để giúp đỡ là một bữa cơm hay là một số chai nước đấy, như thế thì nó ấy hơn. Chứ còn nếu mà mình còn sức khỏe mà cái nào mình cũng bỏ tiền ra thuê ấy, thì thứ nhất là bản thân kênh của cháu Lực ấy, bản thân của cháu Lực thì không thể giúp đỡ được ông như vậy. Đấy, còn các bác Mạnh Thường Quân thì các bác giúp được thôi, nhưng mà như thế thì tạo lại một cái tính ỷ lại nó rất là cao. Đấy, ra phía bên này thì mấy anh em thợ là hôm nay là ăn mì tôm rồi anh. Lấy ăn mì tôm không phải gì? Bánh mì kiểu gì? Bữa cơm rất là đạm bạc của mấy anh em thợ là khi đi làm đấy các bác. Nói là mì tôm là một cái món mà rất là thiết thực đối với lại là trên vùng cao. Lúa ở nhà ông thì cũng chuẩn bị là chín rồi, đâu đó là tầm sắp được gặt rồi các bác ạ. Chắc tầm độ là hơn 2 tuần nữa, một tuần 2 tuần gì đấy. Chỗ này thì liệu là hai vợ chồng anh là một hôm thì liệu nó có xong không anh? Biết rồi, thì còn ốp ở trong nhà vệ sinh cái chỗ nó thay đổi. Vâng. Cái chỗ bồn rửa mặt đấy. Vâng. Đây là chị thì là phụ hồ, còn anh thì là người ốp lắp của bác ạ. Mặt ở bên dưới kia thì anh Phong đã ốp là gần xong rồi các bác, bây giờ chỉ ở phía bên kia nó thôi.
xẻn. Ô phụ. Công việc hôm nay thì của anh em thợ chắc là đâu đó là công việc hôm nay của vợ chồng mà anh em phòng thì chắc là đâu đó tầm độ một hôm thì cũng xong đúng không bác? Hôm nay thì chủ yếu là chỉ có gọi là lắp lại thôi. Trong nhà vệ sinh thì cũng được anh phòng là sửa lại cái chỗ sửa lại cái chỗ bồn rửa tay thôi. Này cũng xong mai về cái xong biết làm từ từ một ngày nữa nha anh thì gặp là xong hết chơi đấy. Chưa 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 xong thế nó là gạt được một nửa ấy. Vâng, nó gạt được một nửa gạt như thế thì gạt một nửa thì được tầm bao nhiêu bao anh cũng chỉ được 10 bao gì đấy thôi mà năm nay hỏng nhiều này. Nếu mà để mà gọi là cái công sức mình bỏ ra thì cũng không bó đâu anh nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà dụng như mình có như nào thì mình bắt buộc là mình phải làm. Lát xong nhìn nó đẹp hơn nhỉ? Nó bóng hơn. Mày anh hôm nay không dùng bao tay nữa này. Để đây chả biết đâu rồi, anh tìm có thấy đâu. Nhất nhất cái xì keo nó vào thì nó mới vào được rồi. Cái mét đâu nhỉ? Em cầm vào sau. Cái mét của anh Phong thì cũng có tuổi đấy nhỉ? Có tuổi đấy, bắt đầu làm cái nhà đến giờ đấy. Có một cái thước mét thôi nhưng mà thước mét thì mọi người thợ là dùng không quen đúng không á? Số liệu bên Việt Nam với lại nước ngoài thì nó khác nhau. Thước nước ngoài không xem được. Ừ. Những cái viên gạch mà cắt đòn hỏi này của bác này thì cũng đến lúc là tận dụng lại hết. Hầu như là gạch của nhà hai ông cháu thì không có dư bao nhiêu, không có dư nhiều bác, hầu như là không dư luôn đấy. Còn phải lấy thêm nữa. Còn là lấy thêm là cái gạch đá kia thì lấy thêm là 2 hộp nữa, gạch trắng thì lấy thêm là 1 hộp. Dùng cái máy kia gắt không được anh? Không được đâu. Máy kia chỉ là cắt viên to thôi, viên nhỏ không cắt được. Cái viên nhỏ thì khó cắt nhỉ anh nhỉ? Khó cắt lắm. Thế giờ lấy cái gì lâu đây? Cái rẻ em nó không biết thì đâu hết rồi. Rồi. Cái viên nhỏ này. Thank you.
lại như mới, lại dùng được. Mày lắp ở góc bên kia đây. Nó thiếu lại thiếu một viên nhỏ nhỏ. Không thể cân đối được. Không thể cân được. Cái số này là một viên gạch thì nó rơi vào tầm độ là 60 phân, hai viên là 1m2, tầm độ rơi vào tầm độ 1m25 gì đấy nhỉ? Nguyên cái mảng kia, nguyên cái chỗ bồn rửa bát với lại thêm là một chỗ nhỏ nhỏ. Thì chính đây hết rồi. Qua thì cũng được rất là nhiều ý kiến của các bác góp ý đúng không ạ? Có những chỗ thì cũng được các bác góp ý thì cũng thấy là cần là sửa nên là đã sửa hầu như là tương đối là hết rồi. Còn cái phần nhà vệ sinh của bác này thì cũng có một số cô bác nói rằng là nhìn trong khi mà mình mở cửa báo thì trong rất là kỳ ấy. Cái phần nhà vệ sinh này thì cái khoản kinh phí thì nó nếu mà sửa lại thì nó lớn quá, thì ra là không thể sửa được như thế các bác. Ôi dù. Có vẻ nghe thấy một tiếng hơi giòn đây nhỉ? Hơi giòn đấy. Ai da. Bên đấy là thiếu một chút đấy. Thiếu thì không thiếu nhiều. Thiếu lúc một độ tầm đó đó là... Một phân. Một phân đây nhỉ? Thiếu nhiều thì cắt gạch nó còn dễ ra một chút, thiếu ít thì cắt gạch nó rất là khó. Khó cắt luôn này, tí tí này. Tí nữa anh úp xong thì đóng nước à, thì lúc nào mà lấy tách xuống là em chỉ cần bỏ cái ống ra là có nước xuống anh ạ. Đúng rồi, hôm nào có cái tách xuống là nới cái tách vào kia là có nước không? Vâng. Nó chỉ có nước hết rồi. Theo bác công việc hôm nay cháu Lực đi xuống cập nhật cho các bác cùng biết thì để cho các bác biết được rằng là nhà của hai ông cháu thì đã sửa cũng như là đã đi thêm là cái công đoạn nào rồi. Hôm nay thì hai vợ chồng của anh Phong thì sẽ hoàn thiện thêm là cái phần úp cái phần là bàn thái này với lại trong nhà vệ sinh đúng không bác? Đây có lẽ là trong nhà vệ sinh thì cái phần cột trên kia các bác sẽ được sẽ bổ sung sau các bác ạ. Anh cứ nghĩ rằng là không cần cột đấy, tại vì là tại vì là nếu mà để cột vào thì nó nhìn trong nó hơi vướng một chút của bác ạ. Thì dự định lúc đầu thì cháu định tính là không có để cột thì nhìn trong nó sẽ gọn hơn đây, nhưng mà
cũng thấy là cái này nó yếu quá các bác, chắc là thiếu đâu đó là thêm là cái nào nữa, để xem là cháu Lực có tìm được cái mà để mà nó gắn được chắc cái phần kia không. Nhưng mà nếu mà không có để cột thì chỉ sợ rằng là sau này hay là bé Mạnh không vô tình là ấn cái này xuống đấy thì là cái những cái chốt kia thì nó bị gãy, thì thành ra là nó lại không có dùng được nữa, chốt kia bị mà bị gãy thì nó sẽ hỏng luôn rồi. Thì cái phần cột này cháu Lực sẽ bổ sung sau vậy, bây giờ thì cứ để trống tạm như thế này đó. Vâng. Vâng. Vậy này đi xuống thì không có bắt gặp ông đó bác. Ông thì bây giờ hàng xóm ấy, nhà nào mà có công việc gì ấy, thứ nhất là ông cũng phải đi đổi công để sau này ông mà có thêm những công việc gì ấy các bác. Còn có các bác hàng xóm là ra hộ một chút. Thế sau này mà một mình ông thì không có đổi công ấy, là lúc nào cũng ở quanh ở trong nhà thôi. Thì làm việc gì là cũng tự làm. Thời gian trước thì phần đào nền này các bác này thì cũng được là hàng xóm là ra giúp đỡ đấy. Cho nên là bây giờ một phần là ông ăn nợ công ai thì ông sẽ đi giả công cho thêm là cái người đấy nữa. Đây, còn như nếu mà ông không nợ công ấy thì ông sẽ đi đổi công lại. Đây, công việc của mấy anh em đội thợ hôm nay thì cháu Lực cũng chia sẻ và tới đây thôi các bác. Rất là mong là sẽ được là cô bác anh chị là thông cảm, tại vì là làm nhà đấy thì lại tiếp tục là phải sửa thêm một chút thì lại tốn thêm là cái khoản kinh phí của các bác làm mạnh thường quân nữa. Còn thí dụ như ở phần trong nhà vệ sinh ấy, khi mà sửa đấy các bác thì cái phần đấy thì cháu Lực sẽ là có trách nhiệm, thì cháu Lực sẽ bù lại vào phần đấy, coi như là cái khoản đấy thì cháu Lực sẽ tự trích cái tiền của bản thân cháu Lực ra để mà giúp đỡ, để mà sửa lại, để khắc phục nhà cái lỗi lầm khi mà cháu Lực là gây ra. Thế còn về cái phần mà bổ sung gạch này các bác này, thì bổ sung gạch này thì cháu Lực sẽ lại là trích cái tiền của hai chị Đào Nguyệt Thúy ra là để mua gạch xong là ốp vào các bác nhé. Sẽ gửi hôm nay thì cái tiền mà mấy anh em thợ làm ấy thì là cái tiền mà phát sinh thêm thì cháu Lực sẽ gửi sau khi mà vợ chồng của anh Phòng hoàn thiện xong thì cháu Lực sẽ gửi thêm. Ở góc bếp của nhà hai ông cháu thì các bác nhìn thấy không biết là các bác có ưng không ấy, nhưng mà đối với bản thân của cháu Lực thì cháu Lực nhìn thấy cái góc bếp của nhà hai ông cháu thì cháu Lực rất là ưng. Đấy. Nhà của hai ông cháu thì nó không có được rộng các bác. Đấy, để mà nó rộng như nhà hai anh em Hải Sử thì nó không rộng được. Nhà hai anh em Hải Sử thì nó tương đương vào tầm độ 72 m², còn nhà ông thì nó lại là nhỏ hơn nhà hai anh em Hải Sử. Nhưng mà tuy nhiên thì cái công năng của nhà hai ông cháu thì cũng không có bất đâu một chút nào à cô bác ạ. Góc bếp này, nhà vệ sinh này, phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 và phòng ngủ và phòng khách nữa cũng rất là đầy đủ. Làm tới đâu thì là dọn dẹp tới đấy rồi, cho nên là bây giờ nhìn vào ngôi nhà thì nó rất là gọn gàng và sạch sẽ. Hiện tại thì bên cháu Lực đã liên hệ là bên cơ khí đấy, bên là mấy anh em thợ cô bác. Trước thì cháu Lực cũng có là làm việc với lại là một đội cơ khí rồi, thì cháu Lực cũng thấy là đội đấy làm cũng rất là đẹp và giá cả cũng rất là hợp lý nữa. Cho nên là cháu Lực lựa chọn là đội thợ tiếp tục là để đồng hành cục. Có một số cháu Lực cũng đã lựa chọn rồi các bác, có đội thợ thì do là cái quãng đường ở xa đấy thì người ta sẽ lấy thấp lấy cao hơn đấy. Thí dụ như bây giờ có một đội thợ thì ở trên xá chẳng hạn thì nó sẽ người ta sẽ lấy rẻ hơn so với lại là đội thợ ở huyện, nhưng mà ở xá thì là không ai có các bác, bắt buộc là phải tìm ở dưới huyện thì mới có đội thợ là làm cơ khí. Ở nhà hai ông cháu nên thì vẫn lựa chọn là làm cửa mà bằng nhôm hết cả các bác ạ. Nhưng mà tuy nhiên là màu nó sẽ khác hơn với lại so là màu hai ông cháu. Cháu Lực sẽ không có gọi là hầu như giống nhau hoàn toàn cả. Thứ nhất thì là khi mà có các bác chú anh chị Mạnh Thường Quân đồng hành cùng ấy, các bác có ý kiến thì cháu Lực sẽ lắng nghe và sẽ thay đổi đi là một chút. Như ngôi nhà ba ông cháu ấy, thì là còn xây phòng khách, nhà bếp không gian riêng. Đấy, nhưng mà lần này của nhà hai ông cháu thì không có làm riêng nữa, nó vẫn để cháu Lực sẽ để hầu như là
chung với lại phòng khách thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại tất cả quý ông bà cô chú anh chị ở những cái sóng tiếp theo ở trên kênh Bản Em đó. Hiện tại thì ở phía bên này thì anh em phòng đã hoàn thiện là ốp là gần là xong rồi các bác này. Đây còn ra bên này thêm là một viên nữa thôi. Vào phần trong kia thì ốp là hơi khó một chút các bác.